Xin kính chào quý vị, quay trở lại với chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và chương trình chiều nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường tuyên truyền phòng bệnh sốt xuất huyết tại các quận huyện. Người tiêu dùng cần tỉnh táo khi mua hàng qua mạng. Sau 20 năm, lần đầu tiên tỷ giá euro ngang với đồng đô la Mỹ. Theo khuyến cáo của Bộ Y tế, dịch bệnh sốt xuất huyết đang gia tăng mạnh ở nhiều tỉnh, thành phố và sớm hơn năm 2021 do điều kiện thời tiết thuận lợi cho muỗi truyền bệnh phát triển. Tại thành phố Hồ Chí Minh, các quận huyện có số ca mắc cao nhất là Bình Tân, Bình Chánh, quận 12, Hóc Môn, Củ Chi, Tân Phú và Tân Bình. Ủy ban Nhân dân thành phố đã ban hành kế hoạch về việc tổng vệ sinh triệt để nơi sinh sản của muỗi và tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng bệnh trong mỗi người dân, mỗi gia đình, mỗi khu phố. Khu phố 3, phường Hiệp Thành, quận 12, sáng nay như thường lệ, từ phụ nữ, mặt trận, dân quân tự vệ đến đoàn viên thanh niên, cựu chiến binh cùng nhau bắt tay vào việc vệ sinh xung quanh khu phố. Hàng tuần chúng tôi đều tổ chức ra quân nhưng mà chia theo cụm để cho nó đạt hiệu quả. Điều quan trọng là giúp người dân hiểu rõ nguồn truyền bệnh sốt xuất huyết. Sốt huyết là nó sinh ra từ muỗi và những cái vật dụng mà nước động do chúng ta, người dân chúng ta sinh hoạt. Vào cuối tuần này, Sở Y tế TP.HCM sẽ triển khai đoàn kiểm tra, nắm tình hình tại một số phường trên địa bàn quận 12. Địa bàn đã ghi nhận một ca tử vong vào cuối tháng 6 vừa qua. Hàng ngày trên truyền hình, trên TV đều nói về vấn đề sốt huyết, đều nói về các biện pháp. Thì có thể là người dân họ cũng đã nắm được hết cái đó. Chỉ mong là mọi người dân đều ý thức rằng phòng bệnh hơn là chữa bệnh. Theo thống kê của Sở Y tế TP.HCM, tính đến đầu tháng 7, trên địa bàn thành phố có gần 22.000 ca sốt xuất huyết, tăng 187,4% so với cùng kỳ năm trước. Giá xăng dầu vừa qua đã giảm khoảng 3.000 đồng một lít, kỳ giảm sâu nhất trong 6 tháng qua. Diễn biến này đã ngay lập tức tháo gỡ khó khăn cho chuỗi sản xuất, vận chuyển hàng hóa, ít nhất là trong vòng 2 tháng tới. Với cái mức giảm này đó, mỗi một cái xe tải nhỏ của chúng tôi đó thì mỗi tháng có thể là tiết kiệm được là tầm khoảng là 2 triệu đồng tiền dầu. Container đó, tiết kiệm được khoảng là 3,5 triệu tới 4 triệu. Khi cái tín hiệu mà giảm giá xăng dầu này ra thì những cái việc mà yêu cầu tăng giá của những nhà vận chuyển thì gần như là họ tạm thời họ dừng lại. Thì đó là một trong những cái khoản chi phí của tháng này và tháng tới của doanh nghiệp sẽ được cắt đi. Nếu giá xăng dầu tăng 10%, tương ứng GDP sẽ giảm 0,5% và lạm phát tăng 0,5 đến 0,7 điểm phần trăm. Do đó, trong bối cảnh các dây chuyền sản xuất đang bước vào mùa tăng tốc cuối năm, nhiều chuyên gia cho rằng cần gác lại tính toán ngân sách, dành ưu tiên cho tăng trưởng chung. Chúng ta giữ cái giá xăng 27.000 và 28.000 thì có thể là chúng ta đạt được cái kỳ vọng là tăng trưởng kinh tế nó cao trong năm nay và kìm hãm được cái tốc độ tăng giá. Dù ở góc độ nào, việc ổn định giá nhiên liệu thiết yếu cần phải có sự dẫn dắt của chính sách vĩ mô. Trong đó, hai giải pháp được nhắc đến nhiều nhất là đầu tư nhiều hơn cho công nghiệp lọc hóa dầu và khuyến khích đầu tư sản xuất cơ bản. Sáng nay, phiên tòa xét xử sơ thẩm 14 bị cáo trong vụ buôn lậu gần 200 triệu lít xăng chuyển sang phần tranh luận. Đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với từng bị cáo. Trong đó, bị cáo Nguyễn Thế Anh, cựu đại tá, chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang bị đề nghị án tù chung thân về tội nhận hối lộ và tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép. Các bị cáo Phùng Danh Thoại, cựu đại tá, trưởng phòng xăng dầu, Cục Hậu cần, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển bị đề nghị từ 7 năm tù đến 9 năm tù về tội buôn lậu. Lê Văn Minh, cựu thiếu tướng, tư lệnh dùng Cảnh sát biển 4, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển bị đề nghị từ 15 đến 17 năm tù. Lê Xuân Thành, cựu thiếu tướng, tư lệnh dùng Cảnh sát biển 3, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển bị đề nghị 15 năm tù về cùng tội nhận hối lộ. Các bị cáo khác bị đề nghị các mức án từ 24 tháng tù treo đến 18 năm tù. Bản luận tội nêu rõ, Phan Thanh Hữu cùng các đối tượng khác đã chi một khoản tiền lớn để mua chuộc hối lộ các cán bộ cấp cao trong lực lượng quân đội và công an để những người này giúp đỡ, bao che, bảo kê cho hoạt động buôn lậu xăng của Hữu. Trong đó, Nguyễn Thế Anh đã nhận hối lộ 6,2 tỷ đồng và 560.000 đô la Mỹ, Lê Văn Minh nhận 6,9 tỷ đồng, Nguyễn Văn Hùng nhận hơn 6,3 tỷ đồng, Lê Xuân Thanh nhận 1,8 tỷ đồng. Chiều nay, phiên tòa tiếp tục với phần tranh luận. Các luật sư, các bị cáo đưa ra các luận điểm, luận cứ, bào chữa nhằm giảm nhẹ mức độ hành vi phạm tội cho các bị cáo. Kính thưa quý vị, mua sắm trực tuyến đã không còn xa lạ và ngày càng được nhiều người ưa chuộng vì tiện lợi và không mất nhiều thời gian. Tuy nhiên, lợi dụng điều này, nhiều đối tượng đã thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật như lập tài khoản giả mạo các công ty lớn, sau đó giao hàng giả, hàng nhái hoặc vật phẩm không có giá trị. Điều này đã làm không ít người tiêu dùng mất niềm tin với hoạt động mua bán trên sàn thương mại điện tử. Sau vài lần mặt hàng mua không đúng như quảng cáo, anh Vũ cho biết sẽ không mua sắm trên mạng nữa. Bắt buộc mình phải thanh toán trước tiền thì người ta mới cho mở hàng. Bên trong đó thì thực chất ra nó không phải là một cái áo mà chỉ là một miếng vải. Khi đó thì tôi gọi điện lại số mà mình đặt hàng ấy, không gọi được. Để lấy lại niềm tin cho người tiêu dùng, các doanh nghiệp kinh doanh hàng trực tuyến cần linh hoạt các phương thức làm sao đảm bảo được quyền lợi cho người tiêu dùng. Thứ nhất là chúng tôi có cung cấp những cái tính năng tố cáo sản phẩm và gian hàng cho người mua. Cái thứ hai là chúng tôi có áp dụng cái chính sách Shoppi Guarantee hoặc là Shoppi Bảo đảm để hỗ trợ giải quyết những cái vấn đề phát sinh trong quá trình mua hàng. Tôi nghĩ là cần phải có một cái tổ chức trọng tài ở giữa. Tổ chức đó sẽ đứng ra là xử lý những cái vấn đề mà người tiêu dùng khiếu nại. Ví dụ 72 giờ chẳng hạn, cái số tiền mua hàng sẽ được hoàn lại cho người tiêu dùng. Người tiêu dùng cần tỉnh táo hơn khi mua sắm. Về phía doanh nghiệp, cần tìm cách bảo đảm an toàn cho khách hàng nếu muốn đi đường dài. Những ngày gần đây, con kênh dẫn nước của người dân ấp Phú Long, xã Tân Quy Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp bất ngờ chuyển sang màu đen ngòm, bốc mùi hôi. Sản xuất lẫn sinh hoạt của nhiều hộ gia đình trở nên khó khăn trong lúc chờ đợi ngành chức năng xác định nguyên nhân và có giải pháp xử lý. Nước ô nhiễm nặng làm cá tự nhiên chết, cá nuôi của người dân cũng chết theo. Cá trắng nó chết phơi bụng hết trơn rồi, là từ độ khoảng một tháng nay là xuyên suốt, là nguồn nước nó đen tới bây giờ luôn. Không chỉ vậy, các hộ dân dọc theo tuyến kênh này cũng hết sức khổ sở vì mùi hôi từ hoạt động của các nhà máy ở đầu tuyến kênh phả ra. Nước từ trên đó nó chảy xuống, mùi hôi khói đó nó ra thì nói chung nó bay tới đâu thì nó hôi rất là khó chịu. Trước mắt thì chắc có lẽ và phải báo với ủy ban mà để có cái hướng coi như là dọn dẹp vệ sinh để mà tạo cái dòng chảy trước mắt cho nó thông thoáng. Và chúng ta bên cạnh đó thì rà soát lại xem những cái nguyên nhân và nguồn thải. Tuyến kênh thủy lợi này là kênh cấp nước tưới tiêu chính cho sản xuất hoa kiển và cây ăn trái của người dân địa phương. Người dân mong các ngành chức năng sớm vào cuộc, làm rõ nguyên nhân gây ô nhiễm và xử lý. Thế giới trong ngày có gì? Phương tiện giao thông độc lạ, thuyền lai xe. Ca phẫu thuật ghép gan cho bệnh nhân nhỏ tuổi nhất. Tỷ giá giữa đồng euro và đồng đô la Mỹ thời gian qua giảm sâu và lần đầu tiên sau 20 năm giá euro đang ngang bằng với giá đô la Mỹ. Trong khi các nhà kinh tế phân tích về tác động vĩ mô của việc này, thì người dân có cách khác để tận dụng sức mạnh đồng tiền. Những ngày gần đây, các cửa hàng xa xỉ tại Paris như Dior hay Chanel đón tiếp nhiều khách mua hàng người Mỹ hơn. Việc đồng đô la và đồng euro ngang giá nhau khiến khách du lịch Mỹ tại châu Âu mạnh tay mua sắm những mặt hàng mà trước đây họ còn e dè. Bởi vì đồng euro và đồng đô la Mỹ bằng giá nhau, chúng tôi mua sắm thoải mái hơn. Cứ như tất cả hàng hóa ở Paris đang khuyến mãi vậy, chúng tôi có thể shopping thả ga. Các quý bà, quý cô người Mỹ giờ đây có thể tiết kiệm đến cả nghìn đô la khi mua một chiếc túi Chanel sau khi cộng chênh lệch tỷ giá và rút tiền hoàn thuế. Dĩ nhiên là không phải ai cũng mừng. Hồi tháng 9 tôi đổi 1 euro được 1,2 đô la Mỹ, nhưng 2 ngày trước thì chỉ được khoảng 0,9 đô la thôi. Cho nên cả chuyến du lịch này, gia đình tôi lỗ hơn 2.000 đô la. Bình thường thì giá cả ở Mỹ dễ chịu hơn ở châu Âu, nhưng giờ thì cái gì cũng đắt đỏ. Đây thực sự là một cột mốc lớn trong ngành tiền tệ, bởi từ khi đưa vào lưu hành cách đây 20 năm, đồng euro luôn có giá trị cao hơn đồng đô la Mỹ. Cháy rừng đang hoành hành tại nhiều nước như Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Croatia và miền nam nước Pháp, giữa lúc châu Âu đang phải đối mặt với một đợt nắng nóng bất thường, được cho là có liên quan tới biến đổi khí hậu. Tại Bồ Đào Nha, nhà chức trách cho biết các vụ cháy rừng đã khiến 600 người sơ tán và khoảng 120 người cần được hỗ trợ y tế. Hàng nghìn lính cứu hỏa được điều động để kiểm soát các đám cháy. Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Costa đã hủy một chuyến đi nước ngoài để giải quyết vấn đề trong nước. Trong khi đó, hơn 800 lính cứu hỏa đang chiến đấu với hai đám cháy rừng đã phá hủy hơn 1.800 hectare diện tích đất ở tây nam nước Pháp. Khoảng 6.500 người đã được sơ tán, thời tiết khô nóng và gió lớn gây khó khăn cho công tác chữa cháy. Tại Tây Ban Nha, nhiều thành phố ở phía nam nước này ghi nhận nhiệt độ lên đến 43 độ C. Mưa lớn đã gây ra lũ lụt ở miền Tây Nam Virginia, Mỹ trong ngày 13 tháng 7 khiến ít nhất 44 người mất tích. Hiện vẫn chưa có báo cáo về số người thiệt mạng và bị thương. Hơn 100 ngôi nhà đã bị phá hủy, nước lũ và sạt lở đất cũng ảnh hưởng tới nhiều con đường và cây cầu. Nhà chức trách đã triển khai 18 đội cứu hộ để tìm kiếm các nạn nhân ở khu vực xung quanh Whitewood. Thống đốc Virginia Glenn Youngkin đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở vùng Tây Nam bang này và kêu gọi đẩy nhanh công tác viện trợ cho những khu vực chịu ảnh hưởng. Vùng Mid-Atlantic, trong đó có Virginia, đang phải hứng chịu một cơn bão. Vega-C, bản nâng cấp của tên lửa Vega của Italia, đã được phóng lần đầu tiên từ đảo Guyane thuộc Pháp, sử dụng các thành phần chung với tên lửa Ariane-6. Thiết bị này mang nhiều trọng trách khoa học trên quỹ đạo ở độ cao 5.800 km. Vụ phóng tên lửa của châu Âu được thực hiện dưới sự điều hành của nhà thầu Italia, diễn ra vào lúc 13 giờ 13 phút giờ GMT thứ Tư. Vụ phóng diễn ra chậm 2 tiếng so với dự tính. Quá trình đếm ngược trước giờ phóng đã bị gián đoạn 2 lần trong chưa đầy 2 phút trước khi cất cánh vì lý do kiểm tra kỹ thuật sau khi có báo cáo bất thường. Vega-C, trong đó C có nghĩa là củng cố theo nhà thầu Avio, là phiên bản cải tiến của tên lửa đẩy hạng nhẹ Vega. Vega từng được phóng đi 20 lần từ năm 2012, trong đó có 2 lần thất bại. Nhờ hiệu suất được tăng cường, Vega-C có thể giải quyết 90% thị trường vệ tinh bay ở quỹ đạo thấp vài trăm km. Tên lửa đẩy hạng nhẹ mới được xem như em gái của Ariane 6, với 2 chương trình được khởi động từ năm 2014. Mục tiêu là đảm đương một phần các sứ mệnh không gian mà trước đây do tên lửa Nga Soyuz thực hiện. Tin vui cho những người vừa mê xe hơi cơ bắp kiểu Mỹ, vừa thích bơi thuyền ngắm cảnh trên sông. Các kỹ sư Nga vừa tạo ra một phương tiện lai có thể thỏa mãn cả hai sở thích này. Nhìn qua thì nó giống như một chiếc xe hơi vintage đang chạy trên mặt nước. Anh Dmitry Ratyuk, trưởng phòng tùy chỉnh xe của Ford cho biết, ý tưởng tạo ra chiếc xuồng cao tốc kết hợp xe hơi này xuất phát từ mong ước kết hợp hai thú vui của cuộc sống là thuyền và xe. Chúng tôi làm một khung xe bằng nhựa, mô phỏng một mẫu Mustang của Ford, rồi chúng tôi lấy một chiếc xuồng cao tốc thực thụ từ xưởng đóng tàu. Mất một thời gian dài để căn chỉnh kích thước cho phù hợp. Một khi mọi thứ đã đâu vào đó, chúng tôi chỉ cần 1 năm để hoàn thành dự án. Chiếc xuồng lai xe này dài 4,5 m, được trang bị động cơ 90 mã lực và có thể lướt trên mặt nước với vận tốc tối đa 60 km/h. Các bác sĩ tại Bệnh viện Nhân tế Thượng Hải mới đây đã thực hiện ca phẫu thuật ghép gan cho bệnh nhân nhỏ tuổi nhất từ trước đến nay ở Trung Quốc. Bé gái 58 ngày tuổi sinh ra ở tỉnh Quý Châu, da và mắt bắt đầu chuyển sang màu vàng khi bé được khoảng 30 ngày tuổi. Tình trạng trở nặng dù được điều trị tại quê nhà. Bệnh nhi sau đó được đưa đến Bệnh viện Nhân tế trong tình trạng nguy kịch, được chẩn đoán suy gan cấp và phải ghép gan ngay lập tức. Ca phẫu thuật diễn ra vào ngày 25 tháng 6 và kéo dài suốt 7 giờ đồng hồ. Các bác sĩ đã lấy một phần gan của người mẹ để cấy ghép cho bệnh nhi, sử dụng kính hiển vi để kết nối các mạch máu nhỏ. Hiện tại bé gái đang dần hồi phục và chức năng gan hoạt động bình thường. Bệnh viện Nhân tế là một trong những cơ sở y tế ở Trung Quốc chuyên về ghép gan, hầu hết bệnh nhân là trẻ em. Tỷ lệ sống sót của bệnh nhân trong các ca phẫu thuật ở đây được xếp vào hàng cao nhất thế giới. Công an tỉnh Bình Phước hôm nay cho biết đang khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ án mạng khiến 2 người tử vong trên địa bàn huyện Hớn Quản. Thông tin điều tra ban đầu cho thấy 2 người tử vong có quan hệ tình cảm, do xảy ra mâu thuẫn nên dẫn đến sự việc đáng tiếc này. Vũ Văn Như, 41 tuổi và Điếu Thị Hiếu, 31 tuổi là người yêu. Thời gian gần đây, Hiếu thường xuyên về ở tại nhà Như tại xã Tân Quan, huyện Hớn Quản. Rạng sáng ngày 13 tháng 7, giữa Như và Hiếu xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Trong lúc giằng co, Như được cho là cầm cây gậy sắt đánh liên tiếp vào đầu Hiếu, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Gây án xong, Như lái xe ô tô rời khỏi hiện trường. Đến khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, sau khi uống chai thuốc trừ cỏ, Như bỏ vỏ chai trong xe rồi lái xe quay lại nơi gây án. Phát hiện đối tượng quay lại hiện trường nhưng đã uống thuốc tự tử, lực lượng chức năng lập tức đưa Như đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên, đến rạng sáng ngày 14 tháng 7, đối tượng Như đã tử vong. Sáng nay, Công an huyện Phú Tân, tỉnh An Giang cho biết đã bắt được đối tượng Nguyễn Văn Vũ sinh năm 1987, cư trú xã Phú Thọ. Đây là đối tượng bị truy nã về tội cố ý gây thương tích. Theo hồ sơ, khoảng 12 giờ ngày 23 tháng 7 năm 2021, trong lúc nhậu với nhóm bạn, Nguyễn Văn Vũ đã xảy ra mâu thuẫn với một người trong nhóm dẫn đến xô xát. Vũ dùng cục gạch đánh vào mặt và đầu nạn nhân gây thương tích nặng. Được mọi người can ngăn nên Vũ mới dừng tay. Nạn nhân được gia đình đưa đi cấp cứu tại bệnh viện với tỷ lệ thương tích là 19%. ngày 25 tháng 4 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Tân ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Vũ về tội cố ý gây thương tích. Do đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương nên cơ quan chức năng ra quyết định truy nã. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát đã phát hiện bắt giữ được Nguyễn Văn Vũ khi y đang lẫn trốn tại phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Đối tượng đã được di lý về An Giang để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Một người đàn ông đi lấy mật ong trên vách núi đá cao đã gặp nạn tử vong. Tức tốc triển khai công tác cứu hộ, lực lượng chức năng phải mất nhiều giờ dùng thiết bị chuyên dụng để đưa thi thể nạn nhân ra khỏi địa hình hiểm trở. Trước đó, người dân đi làm rừng qua dưới vách ngọn núi Đá Vôi thuộc thôn 4 xã Thường Quảng, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế, phát hiện một chiếc xe máy, quần áo và sợi dây thừng treo lơ lửng. Phía trên có một tổ ong mật. Nghi có người đi lấy mật ong gặp nạn, người này lập tức trình báo cơ quan chức năng. Triển khai tìm kiếm cứu nạn trong hơn 5 giờ đồng hồ tại địa hình hiểm trở, vách núi Đá Vôi cao dựng đứng nguy hiểm, hàng chục cán bộ chiến sĩ với nhiều thiết bị chuyên dụng đã tìm thấy một người đàn ông tử vong với nhiều vết ong đốt. Sau nhiều giờ, lực lượng mới đưa được thi thể nạn nhân ra khỏi vách núi. Qua xác minh, nạn nhân là ông Trương Công Tê, 45 tuổi, trú thôn 6, xã Thượng Quảng. Hiện thi thể ông Tê đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Bước đầu, lực lượng chức năng nhận định nạn nhân tử vong do kiệt sức, mất nước. Khoảng 12 giờ trưa nay, người dân đi câu cá ở hồ đá trong Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, đường Nguyễn Du, phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương thì phát hiện một thi thể nổi trên mặt hồ. Người này sau đó hô hoán người dân xung quanh, đồng thời trình báo cho cơ quan chức năng. Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã có mặt bảo vệ hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, vớt thi thể nạn nhân lên bờ để tiến hành công tác khám nghiệm. Nạn nhân được xác định là nam giới, trong túi quần có một thẻ sinh viên tên Đỗ Huy Hoàng, sinh năm 1999 của một trường đại học thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Tới gần 4 giờ chiều nay, thi thể nạn nhân đã được chuyển về nhà xác để khám nghiệm tử thi. Sáng nay vừa xảy ra một tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người tử vong trên quốc lộ 1A đoạn qua tuyến tránh thị trấn Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Ngành chức năng đã phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn. Theo người dân chứng kiến cho biết, khoảng 8 giờ 30 phút sáng, một cô gái chạy xe máy hướng từ xã Suối Hiệp vào Diên Khánh, khi đến gần chân cầu Lùng, do phóng quá nhanh nên đã tông trực diện vào chiếc xe tải lưu thông chiều ngược lại. Vụ việc khiến cô gái bị ngã văng xuống đường tử vong tại chỗ. Ghi nhận tại hiện trường, nạn nhân nằm cách chiếc xe tải gần 10 mét. Được biết, tuyến tránh qua thị trấn Diên Khánh trên quốc lộ 1A đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông do tuyến đường này không có giải phân cách, trong khi mật độ giao thông trên quốc lộ lại dày đặc. Tiếp tục chuyến du đấu trước mùa giải mới, Liverpool vào hôm qua đã đến Singapore để chuẩn bị cho trận giao hữu gặp Crystal Palace. Theo kế hoạch thì trận đấu sẽ diễn ra vào ngày mai trên sân vận động quốc gia Singapore. Ở trận giao hữu trước, Liverpool đã nhận thất bại 0-4 trước Manchester United. Thầy trò huấn luyện viên Jurgen Klopp hy vọng sẽ giành được kết quả tốt hơn trước Crystal Palace với sự góp mặt của các tân binh Fabio Cannavaro và Darwin Nunez. Tôi nghĩ Darwin Nunez sẽ là điểm nhấn của trận đấu, nhưng tôi cũng cho rằng Fabio Cannavaro và Calvin Ramsey sẽ giúp các cầu thủ thi đấu tốt, một tương lai tươi sáng cho Liverpool. Sau trận đấu ở Singapore, Liverpool sẽ đến châu Âu. Ở các trận giao hữu tiếp theo, đội chủ sân Anfield sẽ lần lượt gặp Leipzig và Salzburg vào các ngày 21 và 27 tháng 7. Thông tin cập nhật, thủ đô Tokyo của Nhật Bản hôm nay đã nâng cảnh báo COVID-19 lên mức cao nhất trong bối cảnh một làn sóng lây nhiễm mới đang nhanh chóng lan ra khắp cả nước. Trước tình hình này, chính phủ Nhật Bản đã kêu gọi người dân tiêm các mũi vaccine tăng cường để tự bảo vệ trước dịch bệnh. Thủ đô Tokyo hôm qua ghi nhận hơn 16.800 trường hợp mắc COVID-19, tăng gần 5 lần so với 2 tuần trước đó, trong khi tổng số ca nhiễm toàn quốc tăng gần 95.000 ca, nhiều gấp đôi so với tuần trước, mặc dù số ca nhập viện, bệnh nặng và tử vong vẫn ở mức thấp. Trưởng ban cố vấn về đại dịch COVID-19 của chính phủ Nhật Bản cho biết làn sóng mới được hình thành bởi biến thể phụ BA.5 của Omicron có khả năng lây nhiễm cao. Nhà chức trách kêu gọi người dân cảnh giác, đặc biệt là khi kỳ nghỉ hè sắp tới. Chiều nay, Thủ tướng Kishida Fumio đã có buổi họp báo để thông báo về các biện pháp ứng phó làn sóng dịch mới. Ông cho biết chính phủ sẽ mở rộng nhóm đối tượng được tiêm mũi 4, đồng thời thiết lập các điểm tiêm chủng miễn phí tại các nhà ga và sân bay. Ông cũng kêu gọi người dân, đặc biệt là những người ở độ tuổi 20 và 30, đi tiêm mũi tăng cường. Hiện tại, tỷ lệ người trẻ tại Nhật Bản tiêm mũi tăng cường vẫn ở mức thấp. Chương trình 60 giây hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây sáng mai. Xin kính chào tạm biệt.